đá mẹ con điên. Thế là đang làm việc mày? Số này đang nè. Để tôi chửi cho, anh đứng đây. Alo. Đó. Chú ơi, chú có phải là người vừa mới bơm 8 ly trà sữa không chú? À hả? Chú ơi, chú kêu 8 ly trà sữa chi rồi chú không uống vậy chú? Chú ơi, chú đòi là đá là phải viên nào bằng viên đó hả chú? Bạn trai tôi hồi nãy nói là chú uống đá hoa cương là hiền đó. Chứ tôi cỡ chú ha, tôi lấy đá hoa cương tôi giác xung quanh người chú đó. Tôi tặng chú luôn một cái kim tỉnh đó chú. Chú nghĩ làm sao vậy trời ơi? Nước đá người ta mà đòi cục nào cũng bằng cục đấy làm sao mà được? Bây giờ 8 ly trà sữa chú không uống thì sao? Thì chú cũng cứ lấy đi, lấy về để đem về tấn hòm chú. Alo. À chú ơi, dạ con tới giao trà sữa, con giao trà sữa. Tới đâu? Tới chung cư á chú, cái chỗ mà chú cho địa chỉ nè. Chú qua gấp thằng con. Nè. Nè, đó anh nha. Anh nhầm tôi, anh cướp là lộn người rồi nha. Dạ con nghe chú. Mày đang ở đâu? Alo. Cái gì? À, ủa, đây hả? Mày đã đúng không mày? Trời ơi chú á hả? Hàng đâu? Trời ơi chú ơi. Ê! Ê! Gì vậy chú? Đây rất đông người qua lại. Lấy hàng phải từ tốn. Lấy hàng. Trời chú ơi chú. Làm liệu theo chú, lấy trà sữa chứ đâu phải rồi giao hàng cấm đâu, chú làm đi ghê vậy. Trà sữa đâu? Trà sữa nè. Nhà gia đình chú chắc đông người hả chú? Kêu đâu lúc 8 ly trà sữa. Trà sữa hạt trân châu. Sai rồi. Sai ly trà sữa hạt mít đâu. Rồi bao nhiêu tiền? Chút con đó, giấy tờ 400.000. Đúng rồi chú ha. Giảm 50% sao? Chú giờ này chú chịu khó chú hỏi cái chỗ chú mua giùm con được không? Cậu biết cái tiêu chí của nghề shipper là gì không? Dạ biết. Vì khách hàng làm nên tất cả. Cậu phải vì tôi. Cậu phải hỏi cặn kẽ sau đó cậu điện lại. Bây giờ con gọi với tôi rồi còn tự ý còn mua. Vậy cái lúc mà chú mua thì chú có gọi thẳng cho cái chỗ bán hàng chú là bên đó có chịu giảm cho chú 50% chưa? Bên đó người ta nói là nói chuyện shipper. Shipper là quản lý của nó. Quản lý gì? Tôi đâu có biết. Đói chứ. Bây giờ sai, đặt sai làm sao tôi lấy được. Thôi giờ còn không thì chú coi cái nào không được con chạy con đổi cho chú nè. Đổi hết đi. Tôi nói là đá 30% là phải đều nhau. Tại sao có viên đá to viên đá nhỏ? Cậu là bán lừa dối khách hàng. Trời ơi con nói thiệt á, chú cái này là chú làm là quá đáng lắm luôn á nha. Quá đáng cái gì? Chứ nghĩ sao mà đá mà chú đòi mà viên mà đòi phải bằng nhau. Chú mà bằng bây nhau giờ... chú đừng có đưa uống đá tinh khiết. Chú uống đá hoa cương hoa cương à. Bây giờ tôi hỏi cậu nè. Khi đá sản xuất hàng loạt, cậu nhìn vô nó bằng không? Trả lời. Bằng hay không? Bằng. Thì tại sao cậu không lấy đá bằng? Cậu bỏ ly cho tôi. Nhìn vậy thôi nó tan ra, có viên tan viên không chú? Thì cậu là bên shipper, cậu mới nói cửa hàng là lấy những viên tan đều nha. Thôi đem về đi. À, chú ơi chú. Vậy rồi ai tính tiền cho con? Đem về cửa hàng báo là tôi không lấy. Còn có chuyện tới đi không? Tôi không quan tâm. Ê, chú trời ơi, chú không khai hàng của tôi rồi. Chú không lấy là người ta bắt đền con chú ơi. Chú. Từ 400 ngàn tôi làm biết bao lâu mới ra. Trời ơi ông tắt máy luôn. Nè 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 mày con điên. Thế là ăn làm việc mày. Trời ơi tắt máy luôn. Cũng nghiêm việc. Gì vậy? Ai đây? Khuất. Trời ơi em đeo che là kính mít cho anh không có nhận ra em luôn á. Em sợ ra nắng đó, những cái tia nắng nó sẽ làm cho em sạm da và rụng tóc. Em che vậy là đúng rồi đó. Đi đâu anh? Khu này là khu nhà tôi đúng không? Anh nói với tôi là anh đi làm ha, anh bận lắm anh không thể nào chở tôi đi công chuyện được, vậy thì anh đi đâu hả? Anh kiếm con bánh bèo nào bên khu vực này nói màu. Sao có, anh đi công việc anh nói em đó anh. Trời ơi công việc của anh bận biểu suốt, anh làm bên cái khâu mà vận chuyển hàng hóa vận tải đa quốc gia đó. Nhưng mà tại sao lại có mặt ở đây? Tới để gặp khách hàng, tại khách hàng người ta có cần trời đất ơi trà sữa đồ ha. Anh đang cua con nhỏ nào đúng không?
Rồi con nhỏ nó thích uống trà sữa nên anh mua trà sữa cho nó đúng không? Đúng chưa? Mua đó mà mua. Mà không phải anh mua cho một mình nó đâu, anh còn mua cho cả gia đình nó nữa. Trong khi anh quen tôi thì sao? Chưa bao giờ anh mua cho ba tôi được một ly trà đá nữa. Em có thích uống trà sữa không? Em thích uống trà sữa. Đó, đợt này là anh mua tới, thế vậy là cho em với ba em uống không đó? Tôi không tin. Tại sao vậy? Anh mua cho nhà tôi chỉ có hai người, lý do gì anh mua tới 8 ly? Trời ơi, mua nhiều mùi. Anh coi tôi là con nít hả? Bây giờ anh càng nói tôi càng không tin. Anh đi đâu qua đây? Anh lén phán với con nào bên này? Nói. Thôi, nói thiệt á, đừng có giận anh nha. Thôi giờ anh nói thiệt hết, nhưng mà em biết rồi, em đừng có giận, đừng buồn anh nha. Nói đi. Anh làm shipper. Đúng không? What? Nhưng mà anh làm ăn đàng hoàng chứ anh đâu có làm gì. Không, trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi, tôi lỡ đi khoe với bạn bè tôi. Anh là cái gì làm mấy cái giao hàng vận chuyển quốc tế, giàu lắm, có nhiều tiền lắm. Bây giờ anh đi shipper giao hàng, trời, một ngày nào đó anh giao hàng cho người quen tôi, trời ơi, chắc tôi trốn không được đâu. Trời anh đó, trời ơi, anh lừa gạt tôi, anh lừa dối tôi. Em phải hiểu là ai làm cái gì cũng có từng cái bước đệm, từ thấp lên cao. Thì hồi xưa mấy người giàu người ta cũng phải từ nghèo đi lên. Thì bây giờ shipper nói shipper đi, để ta khỏi quen, nói mày đặt nói giao hàng này nó kia chi vậy? Cái gì em không sợ anh buồn hả? Anh làm ít tiền thiệt nhưng mà bao nhiêu tiền á anh cũng dành anh lo cho em hết. Tôi biết rồi. Rồi xe hơi đồ đâu? Nổ thôi, không nói đi gì thôi chứ đi ship mình đi xe hơi gì. Chứ bình thường anh đi xe gì? Em có thấy gì không? Những cái nén mùa xuân đó. Nó dính gì tới chiếc xe? Đó, cướp cái nén. Trời, tôi thâm phúc luôn á trời. Trời ơi, tôi không dám tưởng tượng, ghê quá. Mày mốt tôi lấy anh về, hai vợ chồng mình cùng đi ship đồ. Kinh dị. Mà anh biết ơi, có nhiều mặt hàng lắm, đâu phải mặt hàng nào cũng thơm to như trà sữa đâu. Anh không nhận cái anh lựa cái gì thơm thơm anh ship thôi, được chưa? Ôi, mày mốt đi với tôi là đi taxi nha. Còn không muốn xe đi, chứ tôi không đi chiếc cúp cái nén đâu. Tôi không muốn bay đâu, ghê quá. Rồi giờ em muốn gì anh chịu đó chứ biết sao giờ, tại anh lỡ thương em rồi. Rồi còn 8 ly trà sữa nữa là sao? Bị bùm hàng rồi. Cái gì? Mà không phải lỗi tại anh đâu nha, cái này người ta đó nha. Trời ơi, cha nội chứ kìa, ông kêu cho đã xong ông bùm hàng không nhận. Trời ơi, thiệt số tôi thùng phức luôn á trời. Đã nghèo, đã khổ làm shipper còn bị bùm hàng nữa. Rồi bây giờ có giải quyết được cái vụ bùm hàng đó chưa? Không, bây giờ gọi ổng là ổng tắt máy luôn. Em coi ổng ra ổng nói ổng nào là ổng đòi gì 30% đá, mà đá cục nào bằng cục nấy. Anh nói ổng mốt chú ách uống đá hoa cương á, ra tiệm kêu nó cắt cho. Bây giờ là anh có cái miệng làm gì anh không biết cãi lại người ta? Cãi không có cãi lại ổng em ơi. Ủa cha già nào mà chướng như vậy ta? Bây giờ làm gì? Gọi đâu có được, tắt máy luôn rồi. Gọi cái... Đi. Đưa đây tôi nói chuyện. Ông mấy số lần, số này đen nè. Để tôi chửi cho, anh đứng đây. Alo. Đâu? Chú ơi, chú có phải là người vừa mới bơm 8 ly trà sữa không chú? À hả? Chú ơi, chú kêu 8 ly trà sữa chi rồi chú không uống vậy chú? Chú ơi, chú đòi là đá là phải viên nào bằng viên đó hả chú? Bạn trai tôi hồi nãy nói là chú uống đá hoa cương là hiền đó. Chứ tôi cỡ chú ha, tôi lấy đá hoa cương tôi giác xung quanh người chú đó. Tôi tặng chú luôn một cái kim tỉnh đó chú. Chú nghĩ làm sao vậy trời ơi? Nước đá người ta mà đòi cục nào cũng bằng cục đấy, làm sao mà được? Bây giờ 8 ly trà sữa chú không uống thì sao? Thì chú cũng cứ lấy đi, lấy về để đem về tấn hòm chú. Cái thứ già mà không nên nết, già mà trước khi. Ê, chưa nói câu nữa. Câu gì? Thôi bây giờ vậy, đi công chuyện. Ông xuống kìa. Cái gì? Ông xuống tới rồi kìa. Ông này hả? Ừ. Trời ơi, ông này ông tới sớm rồi. Ê mày, cái thằng kia, mày chửi tao chưa đã, mày kêu cái con mà không phải con người đẻ ra xuống giữa tao nữa hả? Không, cái này khác. Nè ông già, nè ông già. Tại vì ông lớn tuổi hơn tôi mới kêu bằng ông già đó. Chứ nếu mà ông bằng tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi là tôi kêu thằng già rồi đó. Ê mày mất dạy, mày con cái nhà ai vậy mày? Hả mày? Con cái ai cởi tôi? Con nói chú nghe nha, bạn con nha, con can chú ra là để giữ sức khỏe cho chú á. Nó tán bập tay chú cấm đầu như vậy. Nè nó quýnh con hoài nha, nó quýnh con hoài con biết. Đừng có giỡn, đi chỗ khác đi. Con cho chú luôn mấy trăm ngàn đó, xí bùm bùm luôn đó. Nha. À ông già này ông bơm hàng anh.
bơm hàng. Em chửi vậy là đúng rồi. Bà, mày rảnh mà. Ủa chứ con mặc che gì mà ba vẫn nhận cho con không bà? Có ai mà xấu toàn thể cho mày không? Ba em đó. Ba em. Ba em. Gì vậy? Ui, nãy giờ con không có nhận ra nhạc phụ đại nhân. Con thiệt là có lỗi. Nhạc phụ, uống thêm 18 ly trà sữa nữa không? Con giao luôn. Ủa, bị gì con làm hết? Đi ra uống cho ba tôi sữa đường chết hay gì? Có sao đâu, kệ ba em mà bùm cho không sao đấy. Bác sĩ kỹ chứ, mày không lấy. Mày lấy thằng shipper làm cái gì? Thì lấy shipper mới có người cho ba bùm hàng đó ba. Mày có lấy đâu, mới quen thôi chưa lấy lần mày nào. Mày chửi đầu tao đó hả? Con có chửi đâu. Tao bùm hàng là tại vì nó làm sai cái đơn hàng tao đặt. Con này con nói thiệt, con cái trong nhà con góp ý ba chướng thiệt ba ơi. Những cái lý do ba đặt ra nó cực kỳ vô lý. Vô lý gì mày? Ba nghĩ sao đá mà ba đòi viên nào viên nấy nó cũng bằng nhau. Người ta chạy ngoài nắng chang chang nó phải tan bớt chứ ba. Mày không biết gì về ẩm thực. Trời ơi sao ba nói gì được trời. Nói cho mà tao không lấy nữa. Ba ơi gọi 8 ly này ai uống? Tao không cần biết. Mày quen với nó thì đừng gọi tao là ba. Ba. Cái gì vậy? Ba. Ôi ba tôi giờ già đổ trứng đổ nốt rồi. Rồi sao? Cái đợi coi có nào ba có dịp á cái thôi xin lỗi ổng thôi. Còn bây giờ 8 ly trà sữa này rồi là thôi bây giờ chịu khó livestream bán lại đi. Nha. Bán gì nó tan hết trơn rồi. Rồi thôi giờ thôi chở đi ra công viên chơi đi rồi 8 ly này hai đứa mình uống cho hết rồi uống hết rồi về. Uống thì mình uống đại đi coi như lâu lâu. Xui xí bùm bùm. Rồi có nón không? Không có nón. Đẩy làm sao đi ra công viên gần xịt à. Trời ơi sao mà bắt em đẩy được? Chứ bây giờ hai đứa đi bên một đứa đẩy chứ. Rồi giờ chạy mèn rồi có thấy rồi. Bây giờ lỗ tiền trà sữa giờ lên không? Lên. Đẩy nó đi. Được ra chán rồi đó. Mua cái nón. Vì lên. Ông ba của tôi thôi mà từ kèo trên lên kèo dưới luôn. Mà đợi lên. Xíu con kêu đẩy mà đi lẹ rồi sao đẩy? Ủa chưa đẩy hả? Xe tự chạy. Alo chú, có phải chú đặt trà sữa không ạ? Ai đó? Dạ con là shipper con giao hàng nè chú, con tới rồi ạ. À, đợi chiều đi, tôi liền. Dạ dạ, chú xuống lại giùm con nha chú. Trà sữa đâu? Dạ. Trà sữa gì đây? Dạ cái này là chú kêu, này là trà sữa chân châu trắng nè. À, cái này là trà sữa bánh lăng nè. Còn nữa chú? Khỏi lấy, thấy bánh lăng thấy sai rồi. Ủa sao sai chú? Chú order trà sữa bánh tiêu mà. Làm gì có mấy cái trà sữa bánh tiêu. Nè, trong bill ghi rõ ràng nè. Đúng rồi mà, trà sữa bánh lăng là bên Đài Loan. Thì đây là trà sữa Đài Loan mà chú. Tôi đặt trà sữa bánh tiêu, trà sữa Đắk Lắk. Cái gì vậy chú, đừng có mà giỡn với con nha. Đưa cái này đây. Nè chú coi nè. 382 ngàn. Cái này là con làm rất là cẩn thận. Rẻ hơn bên kia 18 ngàn. Nhưng mà không đúng trà sữa. Giảm giá đâu. Giảm giá là sao? Giảm giá thì ngay từ đầu chú phải nói với nhà hàng thì người ta mới giảm giá chú chứ. Ủa cậu là shipper cần phải bảo vệ quyền lợi của tôi chứ. Cái gì vậy chú? Tự nhiên bây giờ chú lại gây khó dễ cho con vậy. Đây này, bây giờ này nè. Tôi order là trà sữa bánh tiêu. Mà cậu đưa bánh lăng. Không có cái thứ nào là trà sữa bánh tiêu hết á trời ơi. Do cậu làm shipper rồi không biết về ẩm thực. Vậy bây giờ chú gọi điện cho nhà hàng kiểm tra lại giùm con. Nếu có cái món gọi là trà sữa bánh tiêu thì con sẽ đem đi đổi lại cho chú liền. Mày thông minh hơn tao hồi nãy. Alo. Cái gì? Đúng rồi, tôi đây. Tại sao vậy? Tôi đã nói là trà sữa bánh tiêu mà. Tại sao đưa bánh lăng? Tôi chỉ ăn bánh tiêu thôi. Bánh lăng không có tiêu làm sao tôi ăn? Ghê ông già. Nè. Ủa? Sao làm gì ở đây vậy? Đó là câu em phải hỏi anh mới đúng chứ. Anh nói anh đi làm mà tại sao lại có mặt ở đây? Đây là khu nhà em.
khu nhà em. Ồ, trà sữa à? Anh lừa dối tôi. Anh nói là anh yêu tôi, anh thương tôi. Rồi bây giờ anh đi cua con nhỏ nào ở khu này mà tôi không biết. Anh mua trà sữa cho nó, rồi anh còn mua cho, trời ơi, mua cho cả gia đình. Em bình tĩnh lại. Cái này là anh mua cho hai đứa mình. Hai đứa mình làm sao mà làm 4 ly? Thì em nói là em muốn cùng anh đi phượt. Thì anh phải chuẩn bị nhiều nhiều chút xíu chứ, chứ đi phượt nguyên ngày trời mà. À, nguyên một ngày đi phượt anh tính là để uống trà sữa trừ cơm à? Em nói với anh là em uống trà sữa. Nhưng mà tại sao anh nói với em là anh đang đi làm? Thì anh đi ký hợp đồng. Ký hợp đồng? Anh nói làm giám đốc mà. Giám đốc và trợ lý giám đốc đâu? Thật rồi, anh không có ký hợp đồng gì hết á. Anh đi giao trà sữa. Cái gì? Anh lại là shipper à? Shipper thì sao? Trời ủa ơi, làm gì sai hả? À, ủa vì sao mới đầu anh không nói với tôi là anh là shipper? Anh làm shipper là vì em đó. Làm gì vì tôi? Em nói là cha em bị bệnh, nằm trong bệnh viện, mà em không có tiền. Rồi bây giờ anh phải đi làm thêm, anh kiếm tiền, anh đưa cho em. Thì cha tôi... Vậy làm sai không? Cha tôi bị bệnh thiệt mà. Tao bệnh hồi nào mày? Ông già kia, ông đi đâu đó? Ông lấy trà sữa thanh toán tiền cho tôi đi lại lên. Trời ơi, nữa hả? Gì vậy ba, ba đảo trà sữa hả ba? Cái gì? Ba em. Em nói ba em bị bệnh mà. Bệnh gì? Em mới mua cho cái nón nè. Ủa gì vậy? Gia đình mới trà... mua cho người yêu một cái nón. Gia đình trà sữa. Đi, anh chở em ra Vũng Tàu uống hết ông trà sữa rồi về. Ông đứng yên đó, thanh toán tiền cho tôi đi. Tao đẩy xe mà qua bảo vệ tới, tao bắt mày. Ông thanh toán tiền cho tôi đi đã. Ba vợ tôi đó, nói chuyện cho đàng hoàng. Không có tiền đâu mà trả. Ba vợ là sao? Ba cái người yêu tôi. Người yêu ông là ai? Nè, ông nói gì? Người yêu ông hả? Chứ sao nữa? Ông mới mua cho nó cái nón rồi mấy. Ông mất tiền trà sữa, tốn thêm cái nón này mắc hơn trà sữa luôn. Em dạ. Em bước ra đi nói chuyện với coi. Cút hà. Hà không? Đây là ai? Đây là shipper. Shipper hả? Dạ. Ta hiểu câu chuyện rồi, gia đình mình xung hợp, đưa ly trà sữa nè. Dạ, vô, vô. Ba thích mùa gì? Con cũng thích mùa này lắm. Ba à. Mày con gái con đứa gì mày quen hai ba thằng một lúc vậy? À, thì cũng giống như ba ba bơm hai ba thằng một lúc đó. Ba đẻ con ra mà ba hỏi con vậy là sao? Đây hai cha con đúng là cha nào con nấy ha. Ờ. Tốt, gia đình tốt đẹp đó. Coi sao? Tôi nói cho cô nghe, cô không xứng đáng với tình yêu và cái nón của tôi dành cho cô. Ôi thèm. Tôi sẽ kiếm người khác. Còn cô á, với ba cô á, cầm giùm các bạn cho chụp tấm hình bác ra. Cười cười đi ba, ta chụp hình mình, ta xin tin lên, ta hâm mộ đó. Ba cười. Hâm mộ mà, em nữa. Em cho hai cha con chụp chung luôn. Ok. Tôi sẽ để in hình hai người, tôi dán khắp nơi. Còn chưa kể ha, tôi đưa hình của hai người lên trên tổng đài để cho người ta phổ biến rộng rãi. Hai người sẽ nổi tiếng. Chi vậy? Chi vậy? Em sẽ giúp anh làm việc này. Hay mày rảnh quá ha. Ông mới là rảnh đó. Ông rảnh quá, ông kêu bao nhiêu ly trà sữa rồi ông bùng. Tại vì tao muốn là đứa nào tới trước tao lấy. Chắc mấy cậu đưa hình lên, tôi điện một phát, tháo hết, tôi bùng một hai lần là cái gì đâu. Tôi xin thưa luôn, tôi bùng 10 lần rồi. Vậy ha. Con xin thưa với chú luôn, một mình chú bùng 10 lần mà chú biết shipper tụi con bao nhiêu người không? Mỗi người chừng 10 tấm hình của chú thôi. Con nói thiệt, chú nổi tiếng. Chú sẽ không thể nào mà ra đường ăn uống một cái thứ gì mà đặt được trên mạng hết. Sau này muốn ăn cái gì tự mua hạt giống về nhà mà trồng. Đúng á. Nói gì vậy nữa, những con người này là không xứng đáng với anh em mình. Tôi nói thiệt. Cái gì? Ủa? Sao thế? Chị giả? Ủa? Không biết chuyện gì xảy ra hả? Chuyện gì? Người ta nói là sẽ trục xuất luôn á. Tao đi đến ngoài là trục xuất mày. Trục xuất cái gì? Cái đó gọi là bị đuổi ra khỏi nơi cư ngụ đó. Bị khỏi, bị xỉ nhục chung cư đó. Ủa vậy là bây giờ hình ở trên chung cư này rồi, cư dân người ta phàn nàn, người ta nói đi ra chỗ khác ở hả? Dạ, người ta nói là cút đi rồi. Trời ơi ba, tại ba nó. Sáng mắt chưa? Ba bơm hàng ta làm chi, bây giờ giờ mang nhục đó. Thôi được rồi, tao sai rồi. Con làm con ba con cũng sai luôn.
sai thì mình sửa. Sửa sao? Từ nay tao sẽ bắt đầu làm shipper. Gì vậy ba? Thưa quý vị, vừa rồi là một cái tiểu phẩm mà nhỏ nhỏ thôi. Nó mang cái tên là về, nó kể về câu chuyện là những người shipper. Thì thưa quý vị, là cái ngành nghề nào nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Và shipper cũng là một cái nghề như bao nghề khác. Nhưng mà có nhiều người coi là họ tầng lớp dưới xã hội là vô cùng phản đối. Và họ nghĩ rằng có tiền muốn làm gì cũng được, là điều đó là hoàn toàn sai. Cái tiểu phẩm vừa rồi nhỏ thôi, ngắn thôi, nhưng mà dưới cái nhìn của nghệ sĩ là những con mắt hài hước thì mang đến nhiều tiếng cười. Cũng hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy được khía cạnh khác. Nghề nào nếu mình làm đúng và mình làm sạch thì nó đều là cao quý cả.